Giá cà phê hôm nay mùng 4 tháng 6, đầu cơ chốt lời khi Arabica cao nhất 13 tuần. Giá cà phê hôm nay mùng 4 tháng 6 trong khoảng 42.500 đến 43.100 đồng mỗi kg. Giá cà phê Arabica tiếp tục điều chỉnh sau khi giá đã tăng lên mức cao 13 tuần qua. Quyết định tăng sản lượng khai thác dầu làm giảm sức ép lên giá cả hàng hóa nguyên liệu thế giới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 43.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 43.000 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 43.000 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 42.900 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng mỗi kg, chư prong ở Pleiku và Lager dai cùng giá 42.900 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 43.000 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước tiếp tục đi ngang so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 ở mức 2.136 USD mỗi tấn, giao tháng 9 năm 2022 ở mức 2.139 USD mỗi tấn. Sàn London đang có đợt nghỉ dài 4 ngày liên tiếp, do vậy thị trường cà phê trong nước cũng chịu ảnh hưởng đi ngang cùng sàn London. Trong khi đó, trên sàn New York ở phiên hôm qua, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 giảm 5,85 clb ở mức 232,4 clb, giao tháng 9 năm 2022 giảm 5,7 clb ở mức 232,55 clb. Dựa thế một mình một chợ giá cà phê trên sàn New York tiếp tục điều chỉnh giảm liên tiếp hai phiên. Theo các chuyên gia, giá cà phê Arabica tại New York giảm nhẹ do nhà đầu tư chốt lời ngắn hạn, sau khi giá đã tăng lên mức cao 13 tuần do lo ngại thời tiết bất lợi ở các vùng trồng cà phê chính của Brazil. Vừa qua, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các đồng minh do Nga đứng đầu, được gọi là OPEC, đã quyết định tăng sản lượng thêm 648.000 thùng/ngày như đã thỏa thuận tại cuộc họp hồi tháng 7 năm ngoái. Sự gia tăng sản lượng dầu sẽ giúp chi phí lưu thông hàng hóa dịu bớt và góp phần đẩy lùi mức lạm phát toàn cầu. Điều này làm các đồng tiền mới nổi liên tục giảm bớt giá trị, khiến nhà sản xuất chính trên thế giới là Brazil vẫn mạnh tay bán cà phê ra khi họ đang có lợi. Còn với Robusta, sức ép bán hàng vụ mới đang thu hoạch từ các nước sản xuất cà phê chính vẫn còn nguyên. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm tháng đầu năm 2022 đã có 9 sản phẩm nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD gồm cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá cha, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu và phục vụ sản xuất. Trong đó giá trị xuất khẩu cà phê đạt gần 2 tỷ USD, tăng 54%. Với tình hình hiện nay, người tiêu dùng có xu hướng cắt giảm chi tiêu do lạm phát tăng cao. Tình hình kinh tế khó khăn đẩy nhu cầu cà phê có thể sụt giảm trong ngắn hạn. Nhu cầu sụt giảm nguồn cung tăng lên có thể khiến giá cà phê giảm trong những tháng cuối năm. Do đó xuất khẩu cà phê Việt Nam nói riêng, thế giới nói chung còn phải đối diện nhiều thách thức. Giá tiêu hôm nay mùng 4 tháng 6, giá tiêu Việt Nam và Indonesia có tuần tăng trưởng tốt. Giá tiêu hôm nay mùng 4 tháng 6 trong khoảng 71.500 đến 75.000 đồng mỗi kg. Dù yếu tố tăng mua từ Trung Quốc chưa thực sự cụ thể, rõ nét nhưng cũng giúp thị trường thêm động lực. Cùng đạt tăng của Việt Nam, giá tiêu Indonesia cũng ghi nhận phục hồi sau 2 tuần giảm. Tại tỉnh Đắk Lắk, đàn ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 73.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 71.500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 75.000 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 74.000 đồng mỗi kg giá tiêu hôm nay đi ngang tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Sau 4 phiên tăng liên tiếp thị trường đã chững lại để điều chỉnh. Thông tin tích cực từ việc nền kinh tế Trung Quốc phục hồi, các cửa khẩu giáp Việt Nam thông thương trở lại khiến thị trường được thổi luồng gió mới. Dù yếu tố tăng mua từ Trung Quốc chưa thực sự cụ thể, rõ nét nhưng cũng giúp thị trường thêm động lực, tăng nhẹ liên tiếp khoảng 10 ngày nay. Báo cáo mới nhất của cộng đồng Hồ Tiêu Quốc tế cho thấy, Thị trường tuần này phản ứng trái chiều với Indonesia và Việt Nam ghi nhận mức tăng. Ở Đông Nam Á, sau hai tuần có xu hướng giảm, giá tiêu Indonesia tuần này phản hồi tích cực, còn giá tiêu Ấn Độ tiếp tục phản ứng tiêu cực trong bốn tuần qua. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp đã có 9 sản phẩm nhóm sản phẩm đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá cha, tôm sản phẩm cỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất. Một số mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, đáng chú ý, hồ tiêu khoảng 476 triệu USD, tăng 25,7%, như vậy, dù sản lượng xuất khẩu từ đầu năm giảm nhưng giá trị vẫn tăng thể hiện tín hiệu tích cực cho giá hồ tiêu năm 2022. Tuy vậy theo đánh giá, dù giá tăng nhưng lợi nhuận của nông dân không tăng tương xứng mà đang có dấu hiệu suy giảm nông dân là đối tượng chịu thiệt thòi nhất khi giá vật tư đầu vào tăng phi mã. Cụ thể giá phân bón có loại tăng 250%, giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng, rồi xăng dầu, nhân công. Điều này đang đặt ra những khó khăn cho việc đầu tư hồ tiêu vụ năm sau. Nếu giá tiêu không tăng mạnh, nông dân sẽ rẻ rặt đầu tư, dẫn đến sản lượng và chất lượng năm sau thấp, ảnh hưởng rất lớn tới thị trường trong trung hạn.